Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 289 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan đơn vị trên địa bàn được yêu cầu quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, không yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ khác chứng nhận thông tin đã có trên thẻ căn cước công dân gắn chip khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Các sở giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, thương binh và xã hội thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt. Thông báo lưu trú của ứng dụng VNEID thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước.